giới trẻ lại lăng xê mốt thời trang mới mang tên váy xuề, bí ngô. Giới trẻ lại lăng xê mốt thời trang mới mang tên váy xuề, bí ngô. Váy xuề, bí ngô không chỉ dễ thương mà còn mang vẻ sang trọng và nữ tính, trông hài hòa và xinh đẹp khi kết hợp với áo thun. Áo có xét hay trễ vai. Nhờ kiểu dáng độc đáo và phá cách chẳng trách chúng lại được ưa chuộng đến vậy. Tuy mang vẻ ngây thơ, trẻ con, nhưng chân váy xuề, bí ngô hoàn toàn có phối với những món đồ đại diện cho sự năng động khỏe khoắn như áo khoác vải dù và giày thể thao. Nếu mặc bản phối này để xuống phố thì bạn nên chọn những kiểu váy dáng ngắn trên đầu gối để đảm bảo nét thoải mái. Fashionista Himi rất tinh tế khi sử dụng công thức phối màu đen trắng để hoàn thiện tổng thể giống như mọi quý cô khác. Chân váy ngắn cũng là món thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của Day In. Tuy nhiên, cô không thường xuyên diện váy có màu sắc. Họa tiết nổi bật. Chân ái của người đẹp xứ Hàn là các mẫu váy trơn màu trung tính như đen hoặc trắng. Dù luôn chọn những món đồ cơ bản nhưng vẻ ngoài của Day In không hề nhàm chán. Lý do là bởi cô cập nhật xu hướng thời trang rất nhanh, chẳng hạn như việc bổ sung mẫu váy trendy này vào tủ đồ sang đến mùa hè. Chiều dài của váy búp bê đã dần được thiết kế ngắn lại, khiến người mặc trở nên nhẹ nhàng và vui tươi hơn, nhất là khi được kết hợp với tất dài và giày búp bê ba lê giống như phong cách của Ung Giang Cha Quân. Tất cả đã tạo nên không khí lãng mạn, ngọt ngào. Lần tới khi bạn nghĩ đến việc mua một chiếc váy mới, đừng chỉ chọn những chiếc váy xếp ly mà hãy thử một chiếc váy bí ngô để có diện mạo tươi mới hơn. Đừng quên có một cách phối đồ mà ai cũng có thể mặc đẹp và phổ biến vô cùng. Đó chính là phối áo trễ vai với chân váy trắng. Chân váy bí ngô có đặc trưng là phần tùng váy xuề bồng bo tròn xếp theo từng nếp. Nhờ đó chúng tạo nên dáng vẻ đáng yêu và bay bổng mỗi khi người mặc di chuyển. Bởi vậy dù chỉ sử dụng cách phối đồ tối giản nhưng fashionista Linda vẫn toát lên hình ảnh thời thượng và sành điệu cực kỳ, không chỉ mang vẻ nữ tính. Thước tha, váy xuề còn có thể kết hợp độc lạ với nhiều thể loại phong cách, chẳng hạn như phong cách mặc váy ngoài quần. Công thức phối đồ này chính là bí quyết để blogger thời trang An Shiva thoải mái thể hiện vẻ đẹp vừa năng động vừa ngây thơ ngọt ngào. Bộ trang phục sẽ phù hợp để bạn gái đi dạo phố, cà phê với bạn bè hay thậm chí là hẹn hò lãng mạn. Jenny phối đồ cực kỳ bắt mắt và ấn tượng với chân váy xuề bông. Người đẹp xứ Hàn ưa chuộng công thức chân váy trắng kết hợp cùng áo cardigan mỏng nhẹ in họa tiết hoa nhí, tất dáng dài và giày búp bê nữ tính. Sự bắt cặp này giúp người mặc có được tổng thể trang phục yêu kiều, hấp dẫn nhưng vẫn vô cùng trẻ trung trong trẻo. Chân váy suôn là món đồ thời trang đặc trưng của mùa hè. Mẫu váy này được nhiều chị em yêu thích bởi sự thoải mái, nhẹ mát khi diện, trong đó có cả cô nàng Hyun. Váy phom xuề còn giúp bản phối trở nên phóng khoáng, cung ngầu hơn, từ đó nâng tầm phong cách hiệu quả. Sành điệu như vậy nên bạn có thể dễ dàng kết hợp kiểu váy này cùng nhiều mẫu áo khác nhau. Từ áo phông, áo thun cho đến những kiểu áo cách điệu một cây đồ trắng cũng không thể làm hình ảnh của bạn trở nên nhàm chán, một màu. Có được điều đó là nhờ vào sự phối hợp ăn ý giữa áo dệt kim cọc tay in chữ với chân váy bí ngô. Về phụ kiện, fashionista Day In lựa chọn phối cùng bốt da lộn dáng dài, chi tiết gắn nơ phần chân váy còn tăng vẻ điệu đà và nữ tính cho tổng thể váy xuề bí ngô có đa dạng kiểu dáng. Một số được làm từ chất liệu sa tanh mềm mượt, chiều dài chạm mắt cá chân, số khác thì có kích thước ngắn hơn để giúp người mặc hắt chiều cao hiệu quả. Hầu như tất cả những xu hướng gần đây đều không thể tách rời các yếu tố như đính nơ, ren, dìm bèo xếp nếp hay dây đai. Theo phong cách ngọt ngào này thì váy bí ngô chính là món đồ chứa đựng được tất cả những nét điệu đà, xinh yêu đó. Trong trẻo, dễ thương và đa dạng, váy bí ngô là món đồ thời trang khiến nhiều người thích thú,